quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ. Tập 25. Nè, ôi trời. Nè. 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 Nè anh ơi. Anh ơi. Mơ. Ông ơi. Ông ơi. Anh Thớt. Anh Thớt. Em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm nữa. Ơi, ôm chỉ chạy đi mua kem đánh răng với lại bàn chải cho anh thôi à. Ôm vội chạy về đây là tại vì sợ anh thức dậy không nhìn thấy ôm đâu. Sợ anh nghĩ là ôm bỏ lại anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Nè, tới giờ rửa mặt ăn sáng rồi đó. Anh thấy ngứa ngáy, muốn tắm một chút. Bây giờ anh không thể nào tắm được. Không thể để cho vết thương của anh bị dính nước được mà. Hay là để ôm lau mình giùm cho anh nha. Anh không từ chối đâu. Vậy gội đầu cho anh nữa. Anh đòi hỏi quá đi à. Anh còn muốn cả em nữa kìa. Anh đang nhìn gì vậy? Lau ở đây nữa nè. Ở đây nữa. Nè. Để ôm lau phía sau giùm anh nha. Gì vậy chứ? Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Nếu anh quay lưng lại thì làm sao mà anh thấy em được. Anh chỉ muốn nhìn em như vậy cả ngày thì mới có thể hồi phục nhanh. Xem ra bị thương như vậy cũng tốt ha.
Tốt chỗ nào hả? Thì không cần phải tự tắm, không cần phải tự gội đâu, vì có cô gái đáng yêu giúp anh làm rồi, đúng không? Anh thích lắm à? Nè, chuyện gì? Ấy à, ơi, em làm dính vô mắt anh rồi. Thiệt vậy đó hả? Xót quá đi. Ôm. Được rồi. Trời để ôm lau giùm cho. Đã hết chưa? Chưa đâu, vẫn còn ở đây nè. Ở đây nữa. Cảm ơn em nha. Tôi không nên để mọi người đi, vì chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì cậu cũng không cho tụi mình ra biển tìm Om mà, phải để tụi mình giúp cái gì đó chứ. Đúng đó. Với lại tôi nghe nói là bên đội khác cũng điều tra vụ mua bán hàng cấm của John. Với lại tên bọn hắn cũng là đồng phạm. Lần này á, cứ chờ đi. Lần này á, hắn ta sẽ chết chắc. Cho tụi nó nếm mùi bê đê nổi nóng một lần mới được. Phải, anh không cần phải lo cho sự an toàn của chúng tôi. Khi nói về chuyện điều tra, chúng tôi giỏi lắm. Đúng đó, chúng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Cũng cáo già như ai vậy? Nè, đang khen đó hả? Vậy được rồi, nếu như mọi người tự tin thì tôi cảm ơn rất nhiều. Nhưng xin nhớ kỹ điều này, bây giờ chúng ta đang truy tìm tội phạm đầu sỏ. Làm ơn đừng có liều lĩnh. Nếu như phát hiện chuyện gì khả nghi, được, thì phải báo cho tôi ngay. Được. Đi thôi đi. Chị em lên đi. Ủa, ông ta đi đâu rồi? Ba ơi, chuyện gì? Ông ấy đang ra chỗ tàu. Trời ơi, nè. Ấy nè, nè, ông đi đâu vậy? Chờ đã, nè, chờ đã, ông hả? Nè, chờ đã, ông hả? Ơi, ông đi đâu vậy? Kệ tôi phải tìm con trai. Ông định tìm thế nào? Ông đang bị thương kìa. Không sao đâu, tôi chịu được. Yên tâm, tôi không sao đâu. Nè, vụ gì nữa vậy? Nghe tôi nói đi, bây giờ chờ ông đỡ hơn một chút, tôi sẽ đưa ông đi tìm con trai. Tôi cầu xin anh đó, để cho tôi đi đi, tôi lo lắng lắm. Được rồi, ông đi đi. Anh uống thuốc đi nè, anh sẽ đỡ hơn thôi. Cảm ơn em.
gì vậy? Nè, cười mà cũng không được sao? Hay là em muốn anh làm mặt giận dữ? Để anh làm cho nghe. Không được đâu. Ôm thấy anh cười sẽ đáng yêu hơn nhiều đó. Vậy anh sẽ cười cho em coi. Anh sẽ làm cái mặt này suốt cả ngày luôn. Ôm thấy chắc là anh đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải đi tìm chú Bắc rồi anh à. Nhưng mà em có chắc là chúng ta sẽ tìm được không? Ông tin chắc chắn là như vậy. Thiệt ra thì ông nghĩ là anh Thớp cũng có cùng suy nghĩ giống như ông. Vậy để ông đi nói với cô chú chủ nhà một tiếng rồi mình đi nha. Được. Ở phía bên đó là nhà của cô Chip và chú Vi. Bây giờ tôi sẽ đưa ông tới chỗ đó trước. Nếu như không có thì ra thử chỗ cầu tàu tìm thử coi sao. Như vậy cũng được. Ây trời. Ủa, gì vậy? Bị gì vậy trời? Mới sáng nay còn bình thường. Rồi chờ tôi một chút nha, kiểm tra cái. Xe bị gì vậy trời? Không biết nữa. Xăng à, xui quá. Ôi nè, ông đi đâu vậy? Sắp tới nhà chú Vi rồi, gì mà gấp dữ vậy không biết. Đợi sửa xe xong rồi tới cũng được mà. Để anh đi với em nha. Nhưng mà anh vẫn còn đang bị thương, anh ở nhà đi. Anh bị thương ở tay mà, đâu có bị thương ở chân đâu. Đừng có cứng đầu nữa, nghe lời em đi mà. Lì quá à. Nè, nhưng mà lỡ như em gặp chuyện gì không hay thì phải làm sao đi? Nè, thôi dừng lại. Ba à, nè chờ một chút. Đây là ba của anh ấy đó. Ba chú Bắc. Chú Bắc à. Ba ráng chút nha. Chú Bắc à. Tớp con trai của ba, thật sự là con rồi. Tớp, Tớp ba nhớ con lắm. Ba có rất nhiều chuyện muốn kể với con vậy. Không phải tôi ở đây vì chấp nhận ông đâu. Tôi chỉ muốn nói cho xong, để chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Ba rất vui vì con đã tới. Ông không cần phải phí lời làm gì. Ông không xứng đáng làm ba của tôi đâu. Di nguyện cuối cùng của mẹ con vẫn là muốn trao tro cốt cho ba. Như vậy có nghĩa là mẹ của con đã chấp nhận và cũng tha thứ cho ba rồi. Hãy
Tôi không còn là con trai của ông. Ba tôi đã chết. Thớp, vậy rốt cuộc ba phải làm gì con mới chịu tha thứ cho ba đây? Ba sẽ làm mọi thứ vì con. Ba có thể làm bất cứ chuyện gì để chúng ta có thể làm cha con như xưa. Ông làm được hay sao? Ông có thể vì tôi mà từ bỏ được mọi thứ hay sao? Ông cũng chỉ đang nói dối bản thân mình thôi. Còn tôi không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa. Đã tới lúc ông phải chấp nhận. Ông không phải ba tôi. Mau chạy đi con. Ba. Mẹ nó. Mày có biết mẹ vừa bắn ai hay không vậy? Là bồ của anh Đỗ đó. Lần này mày chết chắc rồi. Rửa xong sạch sẽ thì xếp lên kệ nghe không? Dạ xin chào ba anh. Bố. Dạ xin chào anh. Chào mọi người. Tôi có thể giúp được gì? Tụi em tới xin việc. Phải. Em, chị, bà, họ. Trời ơi, của anh kìa. Tưởng tụi em là con gái hay sao? Nói cho anh biết, tụi em là BD thứ thiệt đó. Nè, thông tin đúng không? Anh thử đi. Đó, anh bóp cũng được. Nè, thử đi, không đi sợ. Đó, anh bóp cũng được. Nè, thử đi, không đi sợ, thử đi. Tất cả đều do nội tiết tố hết đó. Nếu không thì sợ bên dưới luôn nha. Trời ơi, em còn tin mà. Là đồ thật. Chưa có phẫu thuật. Phải. Thứ chúng tôi cần ở đây đó chính là nóng bỏng, đẹp và BD. Ôi, vậy luôn á hả? Ê, làm mẹ, ơn, đánh được, dần được, chút đường đi. Coi nha, coi nha. Ôi. Trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Trời có kìa. Trời ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Trời ơi. Giang hôn. Vậy đủ chứ kìa. Kèm dữ lắm rồi có đúng không? À, trời ơi, kèm rồi nha. À, có tuyển không vậy? Sao hả? Có tuyển không? Mọi người có thể điền đơn ở đây. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Giờ chú bác sao rồi chứ? Vẫn còn chảy máu. Sáng nay ông ấy cũng không có ăn cái gì hết đó. Cứ một mực đòi đi tìm con trai của mình. Nhưng mà cậu ấy làm gì vậy? Sao cứ ở ngoài đó hoài? Không vô chăm sóc cho ba của mình là sao? Con cái kiểu gì cũng biết nữa.
cậu ấy đã phải nghỉ học, từ bỏ việc vẽ vời vốn là thứ mà cậu ấy yêu thích nhất và chuyển ra nước ngoài sống cùng với mẹ. Cô có biết là cậu ấy khóc mỗi đêm hay không hả? Thậm chí là cho tới bây giờ, mỗi khi đi ngủ, cậu ấy vẫn còn phải khóc và nói mớ đó. Em có nghĩ anh là một đứa con tệ bạc không? Nếu như bây giờ ba của anh vẫn còn sống, em nghĩ là ông ấy có tha thứ cho anh hay không ư? Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Vì anh đã cứu mạng ba của tôi. Trời, có gì đâu, là người Thái mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mà cậu nhớ phải chăm sóc cho ông ấy nha. Ba của cậu thương cậu lắm đó. Tôi đã cứu ông ấy ở bên bờ biển, tuy là vết thương vẫn chưa hồi phục lại, nhưng mà cứ nhất quyết đi tìm cậu. Dạ anh, cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, vậy thì tôi đi trước nha. Tôi còn phải nói với mọi người nữa. Phòng khi chúng tới tìm. Dạ. Chúc cậu may mắn. Đi con. Ông ấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Vết thương của chú ấy vẫn còn đang rỉ máu. Với lại chú bác bị xỉu, chắc là do chưa ăn gì hết nên lả người đi. Hay là anh vô trong thăm chú ấy một chút đi. Anh vô đó cũng có làm gì được đâu. Nhưng mà chú ấy lo lắng cho anh lắm. Ổng lo cho em thôi. Tại anh cho nên em mới gặp chuyện. Nè, ông chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. Ông chỉ nghĩ đây là một chuyến phiêu lưu mà thôi. Vậy để ông vô nấu chút gì đó nha. Chú bác tỉnh dậy sẽ có mà ăn. Cảm ơn em. Ôm đang làm gì đó? Nấu gì vậy? Ôm tính là một chút rau củ xào đó anh à. Nhưng mà ông ấy không thích ăn rau. Vậy thì để ôm nấu cháo tôm nha. Ông ấy dị ứng với tôm đó. À, có một ít trứng ở đây nè. Vậy để ôm làm cơm chiên nha. Vậy hay là làm chút cơm chiên kiểu Thái đi. Đập trứng trộn với cơm rồi thêm nước tương. Với lại trong quá trình chiên cơm thì phải nhớ để nó dính chảo một chút thì mới ngon. Vậy anh tự làm nha, ông không biết làm đâu. Nè, cái này đơn giản chứ có gì khó đâu. Nhưng mà ông đã bao giờ làm đâu chứ, anh làm đi. Hai người làm gì vậy? Có cần tôi giúp gì không? Dạ không cần đâu. Bây giờ ông sẽ đi mua ít đồ. Cô đi với ông nha. Thôi để có gì tôi sẽ đi mua cho ha. Chú chở đi chú. Tại có nhiều thứ cần phải mua lắm chú à. Vậy anh ở đây nha. Tụi tôi đi nha. Đi thôi. Mau chút đi cô. Con coi cho chừng. Nè, sao cô không để ông ấy đi mua đồ vậy? Cô có thể ở lại giúp họ. Tại vì ông muốn giúp cho tình yêu của họ. Hả?
Tình yêu hả? Chuyện này dài lắm, con sẽ kể sau mà. Bây giờ chúng ta đi mua đồ trước nha. Đi thôi. Ngồi đây. Đi thôi. Rồi. Tay của con bị làm sao vậy? Tôi không bị sao đâu. Chỉ là bị viên đạn sượt qua thôi. Không được đâu. Để bà đưa con đi bác sĩ nghe. Tôi không sao hết mà. Ông không cần lo cho tôi. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đâu. Ông ăn cơm đi. Đi. Nè. Là ôm nấu cho ông ăn đó. Ông mau ăn hết đi. Xong rồi còn uống thuốc và sau đó nghỉ ngơi luôn. Gặp được con bà thấy vui lắm. Thank you.
Chắc tụi nó đang trốn ngoài đảo. Phải tìm ra cho tao. Nhanh lên. Em đáng bị ăn đòn lắm đó nha. Tại sao chứ? Ôm có làm chuyện gì sai trái đâu. Còn không chịu nhận nữa. Em để anh ở nhà một mình chứ còn gì. Thì ôm đã nói rồi mà. Ôm đi mua đồ cho chú Bắc thôi. Sao mua về rồi mà không vô trong? Thì anh đã thừa biết ý đồ của em rồi. Sao đây? Anh định la ôm đó hả? Không, đâu có ai dám làm vậy. Nhưng mà ôm á thì thấy vui thay cho anh lắm. Vậy chuyện gì mới được? Thì chú Bắc cũng được an toàn rồi. Mà ôm cũng biết chắc chắn là anh cảm thấy mừng lắm, có đúng không? Em giỏi quá ha. Bộ em bỏ quên đôi guốc trong bụng của anh hả? Đời người vốn dĩ rất vô thường anh à. Nếu như anh muốn nói điều gì hay là muốn làm bất cứ chuyện gì thì ông nghĩ anh không nên chần chừ trước khi mọi thứ quá trễ. Để ông mang đồ vô cho chú Bắc nha. Em vừa nói anh không nên chần chừ mà hãy làm điều mình muốn trước khi mọi thứ quá trễ mà. Ôm mang đồ vô cho chú Bắc đã. Khoan, hai người tính đi đâu vậy? Trời, anh quản lý ơi, cho tụi em đi nhà vệ sinh chút xíu có được không? Tụi em nhảy trên sân khấu nãy giờ rồi, cũng mệt dở. Phải đó, tụi em năng lộn trên sân khấu quá nhiều rồi anh. Sắp động đất chín độ Richter rồi, phải xả nước thôi anh. Dạ. Tại sao phải đi chung hai người chứ? Nhiều khán giả đang chờ, lỡ họ bỏ hết thì sao đây? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Hai người nhắc ma ai vậy? Sao không ra chạy bàn giùm cái đi? Ai cho biểu diễn? Ôi, trời, anh quản lý. Coi mấy người đẹp hoài chắc cũng phải chán chứ. Cái dạ, này gọi là độc lạ. Có thể là hai tụi em không có nhan sắc đẹp như đào chính, nhưng mà em bảo đảm nếu như anh cho phép, bọn họ sẽ quay lại. Đi cho. Nè, cảm ơn hai chị giúp em nha. Thank you.
cho một tràng pháo tay đi nào. Sầu đau cho đây và nhảy múa cùng chúng tôi, không cần biết có ai yêu thương không. Đại dương ngoài kia bao la rộng lớn, nhưng niềm hạnh phúc trong chúng ta chính là được nhảy điệu mo lam. Cảm ơn anh nhiều. Không dạ. Được mới chọn. Đi lẹ đi bé. Đi lẹ đi, lẹ đi. Hai cô làm gì ở đây vậy? Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ.